nhất thì cho có dịch làm mình vẫn xem hết rồi, bây giờ nói qua lại mọi người thấy còn xem video này nó dễ hơn. Của Thanh thì là lưu hình rất hợp pháp về phong cảnh thì tốt nhanh, nhưng mà cái này chim hơi ẩm biết đầu hay là do em điếu hình. Bây giờ anh hôm qua mà chỉ mấy bên kia cái con này đấy như ở bên ngoài còn con kia bay cũng nhỏ cánh đấy, cây đào thì nhòn cái phát là gần ra giữa chanh, nhưng mà cái cây này cũng phát triển đến chắc là tràn sang dưới kia, tràn sang 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 quạt là chanh các bạn đấy. Vậy như sáng nói qua hạn chế nhẽ những tư thế mà viễn nghiêng hạn chế theo giữa chanh cho góc một số tư thế nghiêng, tại vì không là mình đi vẽ giữa chanh người ta nhìn các hướng khác nhau là nó dễ bị sai. Thôi bay đẹp, bay cho lên nhìn rất là trong. Anh ấy nhờ các quá trình ít nhưng mà nói chung là em làm chỉnh cái cây thì cả bạn nó hơi lạc là sau làm các cái nét mà nó tròn nét thì cái cây đào sau nhớ là vẽ mọi người vẽ tí cạnh thì vẽ này là thì nó không hợp gì. Hôm bà này làm tốt đấy, bà này nhìn đến đây nhỉ, mặt trời sau cho vẽ nhé, vẽ lại một cái cách xoa xoa để xoa nó về sau nó cứ cày lên đấy, lần sau mọi người xoa đến lúc anh xoa xoay à xe dần dần riêng mà nó bé nó bắt đầu làm kia thì mới đẹp chi co nhiều được từ hai cái bộ câu đẹp số bò hai cái bộ câu rất là trong. Hai con chim này, con chim này chim gì cứ to à, cứ to chim bông 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 đấy là cái chim sao thì cái con như chim à có màu có màu nhưng mà bây giờ chạy tôi xuống đá để anh kia nó nổi mày quá đẹp chứ mặt trời đưa lên tôi phải quay chạy một tớ lại quay lại không có một nền mây kiểu để biết quay không đây đúng rồi phải không thực ra cái chiều này nói ban đầu thôi mây cái tiếp tục cái hai đạo và cái sâu nhỉ hai con chim chào mạng gì được đang cắt cái gì đúng không đang cắt cái mồi ta đấy đẹp tha dương cái cây anh thì vẫn phải rút kinh nghiệm cái cây quả một cây đưa vào mấy em đây này lát phần hai nó bị màu không cân được xíu đều đều cái chỗ này tán lên trên tròn thoải mái tại vì nó là kiểu ngược sáng tất cả cái tán anh nó vẫn quay nó chỉ kèm nó vẫn tán sáng nó đi nhìn nó mới nhìn thường tự nhiên quay lên đây nó cũng một từ cung cũng một nó đều nó cái này thì nhân sau anh cũng đập có một lớp trung gian sau một lớp lớp đấy là thua nhiều quá nó vẫn ra cái cửa sáng cái nhìn lưng cây kia thì tán được chim thì ok rồi chim ok mây cũng ok cũng phục đến từ Hải Phòng chỉ một đêm duy nhất là một đêm cuối cùng yên đấy cuối luyến nhỉ. Vâng chim thì là sau rút kinh nghiệm nhá thì mấy con đậu cành con bé tại vì mấy con chim đậu cành mấy con chim nhỏ đi sâu mặt trời từ mấy con quay chè hay là chào mào đấy con bé con đấy con câu thì hai con được một con hai con chim vàng thì là trong bỏ này từ bé thì nó em tả là chưa tới phổ thông nhất là bồ câu với những bò với một vài con chim sâu hay chim chào mào ở đậu cành mặt trời sâu vâng vâng
lắm rồi về về thì không thì lần sau về chơi trò kia với em làm cái biết thì là nhà bắt đầu tôi theo con lấy hình vợ cảm nhận được nó nghe lên trên hình cái gì của cuối nữ thế nhá đấy em về khi nào thế này cái tình yêu khác tôi đã thì không nghe luyện đầu cũng vẫn phải luyện ăn rồi luyện như thế có một câu có hình bắt đầu nghe cái gì cây và em thiếu ấy cây trần này cỏ mà anh vẽ sắp bụng mà đừng bao giờ cho cái đầu nó ngang này nhìn sắp chết rồi đã vẽ bay thẳng bụng rồi thì cho nó chỉ vẽ ở dưới cái hàm nó thôi chứ đừng cái con này thì em cảm giác nó còn đang là sống lưng đúng rồi nhìn cái lưng đúng không hay là cái bụng đấy em nhìn cái lưng không biết đây là lưng cái bụng đây là lưng cái bụng đây là cái đuôi của cái mặt trên mấy con này nữa quay ngang đầu nhìn khó chả biết là lưng bay là lưng nhìn cái hướng bay đường bay là mặt trời con này cũng cho đuôi em con này cũng cho đuôi chắc ở đây nó đi bay chặt thôi xong nghe anh em bóc bài bóc thì đốt nhá bây giờ bán quà hả bán quà tôi nhà em bóc rồi anh đặt nhìn thấy thôi anh em thử bài đi.